Hello các bạn nha. Chào xin các bạn đã quay trở lại với kênh của anh Nút Báo Saki BG. Và ngày hôm nay mình lại tiếp tục leo top BBB mấy bạn ơi. Thì hiện tại mình đang có 390 điểm rồi nè. Là mình đang top 24 nha mấy bạn. Mình sẽ cố gắng leo lên cao cao chút xíu để cho nó an toàn xíu, để mà mình nhận trong top 25 trở lên là mình sẽ nhận được là 10.000 game đó mấy bạn. Đó thì mình sẽ cố gắng nha, chỉ còn có 14 tiếng nữa thôi à. Là mình gắng lọt top 25 để mình lấy 10.000 game mấy bạn. Còn kẹt quá thì xuống top 100 mà lấy 50.000 game cũng được mấy bạn ơi. Cho nên là mình sẽ cố gắng mình leo thử nha. Cái mục tiêu của mình là cố gắng lấy được là 10.000 game mấy bạn. Rồi vô chiến các bạn ơi. Đầu tiên thì mình mong các bạn hãy bỏ ra 2 giây cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo để giúp cho mình có thêm động lực ra thêm nhiều video hay nữa nha. Cũng như là giúp cho mình may mắn gặp đối thủ xinh xịn xíu bạn. Trời ơi, đầu tiên mới vô là gặp cái ông 471 điểm mấy bạn. Trời ơi, nhưng mà thôi kệ đi, không sao các bạn ơi. Khó là gì á thì mình mới lên kỹ năng đúng không? Đầu tiên thì mình sẽ đặt một con đép đầu đi, con Lasse Butlerman để mà đép đầu ha. Đặt chỗ này thì nó sẽ đánh rộng các bạn. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ tập trung farm tiền trước nha. Các bạn lưu ý là những cái quầy đầu này nè phải tập trung để farm tiền, chứ không thôi là bị người ta tặng quà rồi các kiểu là có khi thua đó nha, tặng mấy con unit đó. Rồi farm tiền nè, up lên level 2 hết nè. Rồi quay kế tiếp này thì mình nghĩ là mình sẽ đặt thêm một con này ra để mà đép ha các bạn, để người ta tặng mình đép được á. Nhưng mà cái quay 2 này thì mình nghĩ là cũng chưa cần thiết đâu, tại vì quay 2 này người ta cũng chưa có tiền để tặng đâu. Mình sẽ nâng farm tiền lên một con đi, đó nâng con thôi. Rồi ok, kế tiếp thì qua quay thứ ba nha. Qua quay thứ ba thì mình nghĩ là mình nên nâng cái con Lasse Butlerman này lên level kế tiếp nha bạn, lên level 2 để cho nó rộng hơn, rồi nó đép nó sẽ ok hơn đó bạn. Rồi nâng lên level 2. Rồi quay 3 này mình sẽ không nâng farm tiền nha, mình sẽ để dành tiền lại mấy bạn. Có gì quay 4 á, ông kia mà ổng xài hết tiền á, mình sẽ tặng cho ổng một con toilet á, để cho ổng đép mấy bạn. Chiến thuật của mình, mấy bạn xem kênh của mình thì cũng biết rồi đúng không? Đó. Còn mấy ông nước ngoài này thì không biết đâu. Mấy ông nước ngoài này thấy vậy chứ chủ yếu người ta chơi lâu dài thôi bạn. Chứ gặp chiến thuật của mình là nhiều ông top rồi các kiểu là cũng dính trưởng với mình hoài ha. Rồi ok, mình sẽ tặng cho ổng cái con này các bạn. Nhưng mà mình phải đợi á, là ổng xài tiền hết rồi mình mới tặng nha, chứ mình không có tặng hơi khơi đâu. Chứ bây giờ mình tặng ổng, ổng có 1000 mấy là ổng đặt mấy cái con bự bự ra là ổng đép được à. Mình phải cho ổng xài tiền trước đó đi. Rồi ổng xài tiền gì kìa, mình sẽ tặng ổng bạn đó. Trời ơi, ổng cũng tặng cho mình con tai nghe này nè. Ôi nhưng mà không sao đâu, mình đép được bạn ơi, mình có cái con này mình đép được nè. Trời ơi, what the hell, tôi đổi cái con này thành Anjasi mà tôi quên đó bạn. Tôi nhớ là nó là sniper cho nên tôi đặt kế con Lasse Butlerman. Trời ơi, cái này là lỗi tôi các bạn ơi. Lỗ thiệt chứ. Hôm bữa thấy ông kia chiến thuật hay quá cho nên là mình đổi cái con đó thành con assassin đó các bạn. Bắt chước người ta nhưng mà quên cái vụ là mình đổi rồi cho nên mình đặt xa, mình cũng tưởng mình còn nhớ là sniper đó các bạn. Rồi cho nên là lọt con này rồi. Nhưng mà không sao đâu các bạn. Lọt con này không sao đâu, con này nó chỉ có 300 máu thôi. Nhưng mà cái con mình tặng ổng á thì nó tới là 350 máu các bạn. Và mình sẽ tặng được 2 con lận nha. Thì mình sẽ không tặng liền 2 con lượt đâu. Tại vì nếu như mình tặng 2 con lượt á thì ổng sẽ tập trung ổng bán được các kiểu để ổng đép lần 2 con á. Cho nên là mình sẽ không tặng 2 con lượt đâu. Mình sẽ để cho con này nó qua đi, kiểu như ổng cũng muốn bỏ con đó rồi đó các bạn. Ổng không muốn đép con đó rồi đó. Thì mình cứ cho nó đi qua xích kia chút xíu đi. Còn mình sẽ bán một con farm tiền nữa, mình tặng cho ổng một con nữa các bạn. Lúc đó thì ổng mới căng, ổng mới gói nha. Chứ bây giờ mình tặng ổng 2 con lượt á, nhiều khi ổng bán hết unit của ổng á. Xong rồi ổng đép lượt 2 con là nó ấy liền à. Đó, cho ổng chủ quan đi. Cứ cho ổng chủ quan là ổng bỏ cái con đầu đó đi các bạn. Chút xíu mình tặng thêm con nữa là bắt đầu gói não liền. Đó, đi, không thành vấn đề. Tới khúc đó thì cũng sắp đép được xíu nữa đi bạn, cho đi xíu nữa đi. Đi xa xa chút xíu mình sẽ bán là kiểu ổng không bao giờ đép được luôn á. Đó. Rồi, thì kiểu gì ổng cũng lỗ hơn mình bạn. Ổng phải bán hết farm tiền rồi các kiểu thì ổng mới đép được cái con này của mình nha. Nhưng mà cũng chưa chắc là đã đép được đó các bạn. Nếu như mà ổng có đem cái con gì mà khoảng 200-300 tiền á thì có thể đép được nha. Còn không là thua luôn đấy. Chỉ có mỗi con Lasse Butlerman á là nó thua, nó đép không nổi các bạn. Rồi bán farm tiền chơi kìa các bạn, bán farm tiền chơi kìa. Rồi bán phần tiền rồi làm gì nữa nè, làm gì tiếp theo nè, để coi cái ổng làm gì tiếp theo các bạn. Đặt thêm một con Lasse Butlerman nữa kìa. Ôi ôi, đặt con nó ra làm cái gì, hai con này á là đép không có nổi các bạn ơi. Mình nhảy một điệu nhảy ăn mừng nha các bạn. Đặt con đó ra là kiểu như là hết tiền đép rồi đó, là ông này tới công chuyện với tôi đó mấy bạn ơi, các bạn cùng xem nha. Rồi chat gì đây, chơi tốt hả? Chơi tốt nha. Ôi ôi, bình thường thôi, tốt gì mà tốt không biết nữa. Tốt làm sao bạn bạn được, bạn 471 điểm rồi. Thì nói chung là mấy ông này á, ổng chơi cái chiến thuật lâu dài các bạn. Thì nếu như mà mình chơi với mấy bạn này nè, mà mình chơi lên khoảng quay 70-80 á là mình chơi không có lại đâu. Cho nên đó là mình phải chiến thắng càng sớm càng tốt nha các bạn. Và bạn thấy là mình thành công rồi đó. Ông này ổng có nhiêu đây unit đó thì đâu có đép được các bạn. Kiểu mới vô chưa có tiền đặt unit ra là sao đép được. Đó, mình chắc chắn với bạn là 100% mình sẽ win luôn đó các bạn ơi. 100% win luôn, không khi nào mà đỡ được chứ các bạn.
Bạn coi kìa, giờ có con gì nữa đâu mà đặt ra, hết tiền các bạn. Kiểu như ổng đâu còn tiền nữa đâu mà ổng đặt unit xịn ra đúng không? Giỏi lắm rồi bạn đó, bán rồi đặt thêm con này nữa thôi nè. Đó, đặt thêm đúng một con nữa thôi và mình nghĩ là dép sẽ không có nổi con này các bạn. Rồi ơi, máu nó còn cả đống luôn kìa mấy bạn thấy không? Không thể nào mà dép nổi được mấy bạn ơi. Cái con Last Spider-Man này nó cũng mạnh lắm nhưng mà không có thành vấn đề các bạn. Tại vì mấy con này đặt ra level 1 á thì nó cũng đâu có làm chậm được nhiêu đâu, cũng như là sát thương nó đâu có gây được nhiêu các bạn. Thắng bạn ơi, thắng bạn ơi, auto thắng bạn à. Tới công chuyện thiệt chứ. Rồi ok, thì thắng bạn này thì mình nghĩ là mình cũng sẽ có một cái số điểm nhất định đó bạn, khoảng mười mấy hai chục điểm đó là mình sẽ lên được top cao hơn á, và mình nghĩ là mình sẽ không có chơi nữa đâu, tại vì mình bảo toàn số điểm của mình đó mấy bạn. Chứ nếu như mà mình chơi nữa thì mình gặp mấy bạn khó khó kiểu này nè thì người ta lên quê cao á, cái bạn này mà mình chơi lên quê cao chắc chắn mình sẽ thua các bạn. Mình để ý rồi á, thì những ông nào mà nhiều cúp hơn mình á là mình chơi lên quê cao là càng cao mình sẽ càng thua đó, cho nên là mình sẽ cố gắng mình đánh thắng, đánh sớm thắng sớm vậy nè mới ok nha. Trời ơi, mới đầu tiên là thấy ok đó các bạn, và chắc chắn là mình sẽ không có chơi nữa đâu nha. Rồi rồi, ông thanh niên chat gì nữa vậy ta? Đẹp hãy làm lại. Thôi khỏi, đừng có dụ. Kiểu như là mà ổng biết cái chiêu của mình rồi á, là chơi trận nữa là ổng sẽ đép được cái chân bạn, cho nên là không có thắng nữa đâu, mình chơi đúng trận thôi. Rồi ok, được 20 điểm bạn ơi, khá là ngon nha. Để coi mình lên top mấy các bạn. Nếu như mà top mình thấy là ổn định ok đó, mình sẽ không leo nữa nha. Rồi, hơi lắc đi bạn ơi, đi xem thử coi. Hiện tại là mình đang có là 410 điểm rồi nha mấy bạn. Wow, 410 thì mình đang sẽ top là khoảng 18 đó mấy bạn ơi. Người ta nói chung là nó chưa cập nhật được nè, có nghĩa là mình khoảng top 18 đó các bạn. Và ông này ông top 18 mà ông đang đứng đây hay ta? Ủa sao chưa lên top nữa ta? Ôi ôi, kiểu nó chưa cập nhật được mấy bạn ơi. Để mình sẽ thoát ra mình vô lại thử ha. Thoát ra các bạn. Ok, thì sau khi mình vô lại thì mình phát hiện là mình đã lên được top 18 rồi nha mấy bạn. Và cái top 18 này thì mình nghĩ là mình sẽ không có leo được lên thêm được nữa đâu, cho nên là mình sẽ để yên đây luôn, mình không có chơi nữa nha mấy bạn ơi. Và mình nghĩ là mình sẽ lấy được trong cái phần thưởng là 10.000 game này đó mấy bạn. Top 25 trở lại là được 10.000 game nè. Đó, thì mình nghĩ là top 18 mình sẽ lấy được 10.000 game đó ha. Không biết có được hay không nữa. Và mình nghĩ là trong vòng 14 tiếng thì mình sẽ không có bị rớt qua khỏi top 25 đâu các bạn. Mình sẽ trade in với bạn này để mà mình gọi là mình trả unit cho bạn này các bạn. Con Titan Commuter Phú Man này nè là của bạn này mà cho mình mượn nè các bạn. Và mình đưa cho bạn đó cái con Titan Club Phú Man á, để cho kiểu như thế chấp vậy đó, cho bạn đó yên tâm á bạn. Đó, và bây giờ mình sẽ lấy lại con của mình và mình gửi lại con đó của bạn đó luôn. Ok nha. Rồi, thì nói chung là bạn nào tin tưởng thì cho mình mượn luôn, không cần thế chấp. Còn bạn này kiểu như chưa tin tưởng lắm thì mình thế chấp cho bạn đó các bạn. Như cái con cung mít của mình đang có đó là cũng có là một bạn fan cho mình mượn đó, chứ ở đâu mình có các bạn. Nhưng mà không cần thế chấp luôn nha. Không biết mà mấy bạn đã tin tưởng mình á thì mình có làm gì đâu, mình lấy mấy con này làm gì các bạn. Chủ yếu là chơi game, làm video cho bạn xem thôi, chứ mình cũng không có nghiện mấy cái game này lắm đâu, cho nên là không lấy unit của mấy bạn làm gì đâu. Rồi thì mình sẽ để cái top 18 này luôn nha. Còn 14 tiếng nữa thôi mình nghĩ là mình sẽ lấy được 10.000 game đó các bạn. À, để coi ngày hôm sau á mình có lấy được 10.000 game của admin không nha. Ok mấy bạn, và hiện tại là 3:30 chiều ngày 1 tháng 7 luôn nè, là ngày hôm nay luôn đó mấy bạn. Và mình đang có 1.400 game, 139.000 coin nè. Có nghĩa là mình không có được cộng thêm bất cứ cái thứ gì hết trơn mấy bạn ơi. Mặc dù là mình lên được top là 18 luôn đó nha. Thì top 18 mà cho dù kiểu như là có nhiều người giỏi quá đi, người ta hạ mình xuống top 25 đi nữa thì mình cũng nhận được là 100.000 coin bạn. Hôm bữa là cái bảng này là 100.000 coin chứ không phải là 50.000 coin đâu. Đó là tại vì mình cũng phải nhận được 100.000 coin chứ bạn. Đằng này là mình không có nhận bất cứ gì luôn nha. Trời ơi, tới công chuyện này chứ, chán game thiệt các bạn. Hay là nhận chỗ nào mình không biết ta. Thì nếu như bạn nào mà có lọt top á, mà biết cách nhận game hoặc là nhận câu gì nè, thì bạn hãy chỉ với mình đó nha. Chứ mình lọt top 18 thì kẹt lắm á, thì mười mấy tiếng không chơi á, thì có gì xuống giỏi lắm top 50 thôi cũng phải nhận được là 100.000 coi các bạn. Hôm bữa cái bảng này là 100.000 coi nha, mình nhắc lại nữa là 100.000 coi. Đó thì kẹt gì mình cũng phải nhận được 100.000 coi này chứ, tự nhiên là không có thay đổi gì chứ các bạn. Nói chung là coi với game không thay đổi gì chân á. Hoặc là nhận với cái này chỗ nào á thì các bạn hãy comment cho mình biết nha. Cũng như là mấy bạn biết khi nào nó gửi được các kiểu á. Chứ giờ mình đợi từ sáng giờ mà không có mẹ. Hồi sớm mình cũng vô mình test thử, mình chat thử có không á. Mà mình thấy cũng không có luôn. Bây giờ tới chiều cũng không có luôn mấy bạn ơi. Cho nên mình quyết định là mình lên cái video này nè. Ôi ôi, thực sự là chán bạn ơi. Công kỹ tôi leo top 18 là cũng mất biết bao nhiêu thời gian của tôi đó mấy bạn. Nhưng mà không nhận được chỉ chân nha. Hơi tiếc các bạn ơi. Rồi thì nói chung là clip mình đây là hết rồi. Khi nào mình nhận được game hoặc là coi gì đó thì mình sẽ cập nhật tình hình lại cho các bạn biết nha. Chứ giờ là mình thấy là mình không nhận được gì cho các bạn. Công kỹ tôi leo top. Rồi ôi, hơi chán ông admin các bạn ơi. Rồi ok, xin chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bạn nào rảnh thì leo đi chứ tôi chắc tôi nghỉ leo các bạn ơi. Leo vất vả mà không nhận được gì hết trơn á. Bye bye các bạn nha.